Rồi xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà luôn. Hiện tại mình với Út Lân đang chuẩn bị vô chỗ chú Hai bán cá để trao cho gia đình chú Hai món quà. Thì trước mắt cả nhà đang thấy là Út Lân đang cầm số tiền. Số tiền này trị giá là 14 triệu Việt Nam đồng của anh Hùng gửi tặng cho gia đình chú Hai, với mong muốn là gia đình chú Hai có điện để thắp sáng ở dưới ghe để cho cuộc sống gia đình đỡ vất vả hơn. Rồi bây giờ xin mời cả nhà cùng đi với anh em mình nha. Rồi đi Út Lân. Xin chào chú Hai, chào thím Hai. Rồi vô đây ngồi uống trà xíu đi rồi đi ha. Sáng giờ dính cá nhiều không chú Hai? Cũng ít thôi, nước này ít cá. Dạ. Anh đây nghe nói hôm là nó chuẩn bị đi mua đồ là ngủ không được phải không? Cô Biên chú nữa có đi không? Dạ, không có, không có. Mừng dịch không vậy? Đi không Biên? Đây là cái chòi để gia đình chú Hai che nắng che mưa để bán cá nha cả nhà. Cái chòi nằm chỗ này. Còn bán cá thì bán phía trên đây. Giờ vô đây con cũng nói vậy hả chú Hai? Thì hôm nay con vô con trao số tiền là 14 triệu đồng của anh Hùng muốn gửi tặng cho gia đình chú Hai để mà có điện để thắp sáng dưới ghe, với lại trang trải cuộc sống như thế nào chú Hai có tùy quyền quyết định trong cái số tiền này. Miễn sao chú Hai cảm thấy mua những cái gì thích hợp cho gia đình mình là được rồi. Rồi Út Lân trao tiền cho chú Hai đi. Cũng cảm ơn anh Hùng dữ lắm nha, để giúp cho gia đình của em được mua đồ để cho thắp sáng dưới ghe thì nè, đêm hôm nửa cá chứ cơm nữa rồi. Cũng thành thật cảm ơn anh dữ lắm anh Hùng. Dạ, vậy là bây giờ mình sẽ đi lên tới Đồng Tháp, Cao Lãnh Đồng Tháp để mình mua cái tấm năng lượng mặt trời, với lại mua một số mà thứ cần thiết nữa ha. Dạ. Hiện tại là bên ghe anh Đen là có một tấm năng lượng mặt trời rồi, nhưng mà tấm đó nó nhỏ quá, không thể nào mà mình sử dụng được nhiều hay sao? Dạ đúng rồi, ít điện. Rồi cái bình là hiện tại là mình đang xài cái bình gì để tụ điện? Em xài cái bình nhỏ 50 50 ampe. Rồi bây giờ nếu mình đi mua thì mình sẽ mua cái bình gì? Mua bình lớn hơn, 150. 150 ampe ha, để mà dự trữ điện để sử dụng quạt rồi đèn thắp sáng này kia kia nọ. Còn ghe chú Hai thì chưa có gì, có nghĩa là bây giờ chú Hai tính tới cái mức đường mà tiết kiệm á, là bây giờ lấy cái tấm năng lượng của anh Đen lắp qua ghe chú Hai. Rồi cái mà ghe của anh Đen thì sẽ lắp một tấm năng lượng bự hơn. Dạ. Vậy là có cần mua cho bên chú Hai một cái bình khác bự hơn không? Dạ, hỏi. Hỏi hả? Dạ. Vậy là bây ghe chú Hai chỉ cần thắp sáng với lại sạc điện thoại là có thể là sử dụng cái bình nhỏ mà anh sử dụng hiện tại là được rồi ha. Dạ. Bên ơi, con có đi không? Con có đi mua đồ với ông nội không? Hả? Với ba nè. Có không? Mặc đồ này đi hả? Xong thay đồ đẹp đẹp á. Đồ vậy là đẹp chưa? Rồi đồ vậy là đẹp rồi. Ừ, dấu mang dấu lên cho nó nha hả. Thím Hai đi không? Thím Hai đi luôn cho vui. Vậy là bây giờ coi với chú Hai với anh Đen với Út Lân đi ha. Dạ rồi, xin mời chú Hai lên xe. Vậy là bây giờ là mình đi tới Cao Lãnh. Ở đó là mình có hỏi thăm chưa chú Hai, ở đó người ta có bán không? Không, mình đi Trường Xuân. Trường Xuân ha? Có hỏi thăm rồi, hỏi chả anh có bán. Dạ, vậy là ở trên đó chắc nhu cầu người ta sử dụng cái tấm đó nhiều cho nên chả anh có bán ha? Tại cái vùng đó, vùng sâu, vùng xa, người ta ưa xài cái đó lắm. Dạ. Thấy sao ngồi xe này ngồi êm hơn dưới ghe không? Đi mát hơn à. Rồi nha cả nhà, hiện tại giờ mấy chú cháu mình đang có mặt tại chợ Trường Xuân, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Chợ này nó đưa đúng ra là nó bán đồ hay chứ nó bán cá đồng, đồ đồng, đồ nhiều lắm. Lúc trước chú Hai đặt mình hay có ngục trên này nè. Dạ. Bên cẩn thận nha, xe đó. Còn tính ra chợ này cũng lớn quá ha chú Hai. Chợ cá dữ hả? Đi qua đây nè, qua đây nè.
cần 100. Là cái này nhiêu? Cái 4.6. Cái này là bộ điều khiển sạc, có nghĩa là nó để vô là nó để cho mình đừng có hư cái bình. Tại vì cái von của cái sạc cái tấm năng lượng nó xuống tới 18 von lận. Nếu mà xài thời gian lâu quá có thể khả năng nó hư cái bình. Đó, cái bộ điều khiển này là chủ yếu là nó ngăn cái dòng điện quá, nhưng mà nó sẽ sạc yếu hơn là sạc trực tiếp. Yếu hơn giả sử sạc bình thường đó là 10. Nó thì có bộ điều khiển sạc vô là nó sạc khoảng 8. Nhưng mà được cái là nó không có hư bình rồi. Nhưng mà cái bình 100 là thì xài với cái miếng năng lượng nó với một cái truyền hình đó là nó xài được không? Được chứ. Xài nhưng mà anh phải có bình à. Bình thì xài bình trăm đó. Bình trăm thì anh xài thoải mái. Cái này tấm pin mặt trời 150W, còn cái này cái bình 100A. Dạ. Còn cái này cái inverter 1000W. Dạ. Bộ khiển sạc 20A. Dạ. TV 25 in. Dạ. Còn bộ anten truyền hình mặt đất. Và cái này mặt đất là giờ ông máy vô rồi là tôi ghim vô là xe anten là xài phải không? Đây. Tổng cộng của mình là 8.560.000 phải không chị? Chị Hạnh tặng cho hai cái bóng đèn. À, tặng hai bóng đèn hết thôi. 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Có mà mấy dòng mi là chị Hạnh có. 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 560.000. Rồi chị 9 triệu. Rồi cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Giờ mình đợi gắn ha. Mình đợi gắn. Với lại viết phiếu bảo hành. Viết phiếu bảo hành của bình. Bây giờ trong thời gian chờ đợi như vậy thì mình tính được cái số tiền mình còn dư là nhiêu anh đây? 5 triệu mấy ha. Vậy bây giờ cái số tiền đó mình mua cho chú Hai với thím Hai cái điện thoại đi, để lúc nào rảnh mình coi những cái video mà mình làm ra đó ha. Vậy là quyết định chừa cái phần tiền còn lại là mua cái điện thoại. Là nãy giờ là mình đã mua đủ hết tất cả những thứ mà cần thiết chưa? Dạ. Máy quạt có rồi, đèn có rồi phải không? Dạ. Chú Hai cần mua cái máy quạt không? Không. Dạ. Xong rồi ha. Vậy là mình kiểm hàng đầy đủ hết chưa? Rồi xong rồi. Vậy là chú Hai ơi, trên đường về mình ghé mình mua điện thoại luôn. Dạ. Samsung nhìn đẹp hơn á. Trải nghiệm máy thử đi chứ, coi máy thử. Cầm lên luôn công nghệ. Nhìn thôi được rồi, nhìn thôi được. Đụng vô sợ hư không có tiền đền. Có đồ máy nào trải nghiệm gì chứ. Chú Hai thích nào, quan trọng chú Hai thôi. Ừ, lấy cái này ha. Ok, vậy lấy cái này cho anh đi. Trời ơi, đi mua điện thoại mà ôm gấu theo nữa chú Hai. Rồi, cảm ơn em. Hợp của mình là 4.190.000 hả chú? Con nhận nó cũng chuẩn bị. Rồi chú kiểm tra là con có đúng thông tin số điện thoại của mình không nha? Pin mở đâu? Không. Chú Hai hôm nay mệt không? Đi từ sáng giờ mệt không? Dễ giờ mà được ha, có niềm vui rồi. Con cũng không mệt nữa. Rồi chào bà con. Hôm nay mấy chú cháu tôi đi mua gì hôm qua mà tối quá với mưa lắp không được. Bây giờ mấy chú cháu chuẩn bị lắp truyền hình. Đây là cái truyền hình, cái bình HQ. Đây là tấm năng lượng. Đây là tấm năng lượng. Tấm năng lượng nhỏ này là dời qua ghe chú Hai ha. Tấm này dời qua ghe chú Hai. Dạ. Thôi bình bự quá anh đây. Rồi khiêng cái bình này qua ghe chú Hai. Út Lưng thì phía trong đang thiết kế lắp cái tivi. Đỡ không Út Lưng? Xong rồi, đứng hàng lốt rồi xong. Tivi này là đã tích hợp truyền hình mặt đất rồi hả chú Hai? Mình chỉ cần gắn một cái anten nhỏ là có thể là xem được rồi. Rồi giờ tấm năng lượng qua đi anh Đen ơi. Không biết cái bình này đã có điện chưa hết luôn, có thể chút nữa là mình thử tivi được không? Được chứ, cái bình này nó có điện sẵn rồi. Lát nữa mình gắn vô cái là mình bắt được mình lên liền. Mày lắp xong mày có bảo hành không Lưng? Có chứ. Bảo hành tận nơi luôn á.
thì làm bên tem mình dựng cho nó cao không mua ghe thì chú đo chú cắt bỏ gốc này. Dạ. Cái bóng đèn này sáng không hay là mình còn ờ nó sáng nhiều lắm á. À. Vậy là dữ lắm hả? À. Vậy là mình cứ câu dây điện dài ra tới đây là được rồi. Tấm này bự quá ha. Đúng, đúng rồi, đúng không? Đúng. Ok đó. Giờ con chỉ mong chờ nhất là bắt tivi lên coi. Rồi rồi, né né đi. Sao thầy lưng, dám bắt tivi có đài không? Có chưa? Cái đó chặn vô, cái đó đi rồi đưa cái đầu kia chú hai chặn vô cái... Ta. Anten này mình không đặt cố định ha, để khi nào mà mình qua cầu hay là qua gì mình có thể tháo xuống ha chú hai. Rồi. Vậy là mình có điện, có tivi để coi rồi hả chú hai. Nhưng mà vô đi tiếp hai. Đang luôn kìa. Cái này là chắc đâu có hộp é gì ha, trong rồi phải không? Đừng có hộp é, lấy ra pha nước đường uống luôn. Đây là một cái đường mà Tokyo. Khách hàng thuộc. Có bác đại khác được không? Được. Đâu đưa anh đây bác đại khác thử coi. Okay. Bên có tivi kìa bên. Sao khóc vậy? Nhức lên nha, cứ bấm nhức lên á. Xài bấm á. Cùng sợi mì. Ở trên cái cộng người xanh kìa. Ừ, đó nhức lên á. Quá đã à. Hồi sáng thì mấy chú cháu đã lắp xong tất cả các thiết bị rồi, bây giờ cũng chiều rồi. Chú hai với thím hai với anh Đen đã đi đặt lưới xong. Bây giờ mấy chú cháu đang chuẩn bị làm một hai món chiều lai gai ăn mừng. Cái này mình làm nấu món gì chú hai, giới thiệu đi chú hai. Cái này thì mình ướp, mình chiên nước mắm. Dạ. Cái này là thịt gà. Thịt gà. Dạ. Mình ướp, mình chiên nước mắm. Dạ. Rửa bát cái nạc. Còn cái này thì mình làm lẩu, lẩu xả. Dạ. Lẩu gà nấu xả ha. À, dạ. Rau vô ăn. Bữa nay mình đậu sông lớn cho nên ghe xuồng chạy nhiều. Xả với tỏi. Rồi, tỏi đã vàng, bắt đầu mình để gà vô. Gà vô cho nó thơm bán rồi gà cái mình mới săn lại không? Săn lại cái mình mới để nước dừa vô. Mấy chú thím hai, mấy ông nhậu thường phải tự tay làm mồi mới nhậu ngon, chứ để thím hai làm mấy ông chê. Còn nhà còn ông nhậu không biết cái mặt luôn. Dạ. Ông đàn ông như vậy giỏi chứ. Mình nhậu mà mình đại vợ đại con rồi nó cũng phiền khuất, đại dâu rồi nó phiền khuất, mình làm vừa miệng mình nhậu vậy rồi mình khỏi chê ai hết. Dạ. Hai cho vô cũng được. Thuộc ngọt là mình có nước dừa mình lại ít mà. Dạ. Cái ít nước mắm này cho nó thơm. Thêm ít muối nữa mới được. Tính gần gà này nó bự ghê hết chú hai. Ừ. Chặt ra hai phần mà nó phần nấu lẩu nó còn nhiều vậy. Rồi xăng rồi, giờ chú hai chế nước dừa vô. Dạ. Rồi nhiêu đây nước đủ không? Rồi chút mình chế nước lọc vô thêm, tại mình ăn lẩu mà nước phải nhiều cho mình nhúng rau á. Dạ. Mình chế nước dừa cho thấm cho ngọt, ăn hồi cái mình chế nước lọc vô. Dạ. Này đợi nó sôi lên rồi mình mới chế. Này để cho nó sôi nó thấm nước dừa vô thịt đi. Rồi mình hãy chế nước lọc vô ha. Ở phía bên đây thì có nấm rơm với lại củ cải trắng. Cải trắng. Có
Còn rau ăn lẩu thì có xà lách son. Với cái này là cải. Dạ, dúng. Cải bẹ dúng. Trong thời gian chờ đợi thì chú Năm đang châm trà chuẩn bị uống. Thơm rồi, thơm rồi. Thơm. Còn đổ bụng rồi nè. Bún ha. Dạ. Em bánh cho nãy bún ra đi. Nuôi cá gì dưới này chú hai? Này mà cá chê đồ á, chúng ta bỏ ở đây nè. Dạ. Giống như, giống như nuôi dạng nuôi bè ha. Nước ra vô thường xuyên ha. Trời ơi. Nó vui. Có cá chốt không? Thấy không ăn cá chốt thì. Đó, tối chú hai châm trà, chú hai ngồi cái chú hai bỏ thức ăn cho nó ăn coi cho vui. Giờ thú vui tuổi già. Chú hai nhà ha, chú hai nuôi con này con kia, chú hai thả ra cái chú hai nó quẩn quẩn chú hai mà. Dạ. Cá chê kìa, nhiều quá. Điêu hồng, cá dồ đếm. Cá dồ đếm hay ngon á. Còn nghĩ nó sống cái môi trường nước ra vô thì chắc nó cũng nhanh lớn. Vô kìa, chú Năm kia vô kìa. Chị cho anh xuống ly. À, chén nước kìa. Dạ. Để cô tải cho chút. Ừ. Xôi lên cái mình để củ cải ha. À, xôi vô lên mình để củ cải vô cái đấm rơm đó. Dạ. Đấm rơm để vô cũng ngọt thôi mà. Làm ly trà đi chú hai. Nấm rơm mà thường thường nếu mà chú hai ăn hay là chú có hai lựa nấm rơm nở. Dạ. À, tại mấy bà đàn bà phái nếu mà búp búp vậy cho nó mắc tiền cho ăn nó không có ngon. Còn cũng phải nấm nở. Ừ, nấm nở ăn ngon. Có mấy thằng trẻ trẻ giống như Lưng với là anh Đen thì phái mấy cái nấm vậy. Chú Năm cười. Không biết con Bo đói bụng chưa à? Bo ơi. Bo. Bo, đói bụng chưa? Đó rồi. Vậy là mai đưa nó về cho anh hả thế mày? Mai đưa nó về con. Dạ. Sáng đi nói đi mà. Để cái phần xả còn lại vô nữa hả? Ừ, để phần xả còn lại vô cho nó thơm. Dạ. Phần xả nãy mình nãy rồi mình sấy rồi nó không có. Trời nồi lẩu này thì quá bự rồi. Chút nữa thêm hai với vợ anh đây ngồi ăn chung luôn ha. Ừ. Nay mừng mà. Mừng. Ăn hết cả nhà mình nữa. Dạ. Thịt toàn là thịt với củ với nấm rơm nhiều. Rồi xôi cái nữa là nêm lại cái là xong luôn chú hai. Ừ. Nãy giờ chú Năm làm mấy ly trà sót ruột chưa? Nay anh xui nấu đừng chơi nha. Dạ. Mấy chiếc này nhìn nó bự mà nó chạy nhanh đúng không? À, nó 40 tấn à. 40 tấn hả? Nó sử dụng máy gì mà chạy nhanh quá chú hả? 6 máy rồi. 6 cái máy luôn hả? Ừ. Rồi. Máy là 6 máy nhỏ. À, có nghĩa là một cái máy bự có 6 máy con chồng. Ừ. Bo. Dạ. Dạ. Thấy em Bin có TV coi con vui không? Chú. Vui không? Vậy hả? Rồi sao không chịu đi về chở đi ở đây làm chi vậy? Thôi, bây giờ ăn xong mình chút nữa chú đưa cho về. Ha. Dạ, con đi về đây Út ở chợ anh mình hả? Ừ. Con nhớ Út không? Út ở với cô ha, rồi con nhớ Út không? Nhớ. Nhớ thôi chút nữa đưa về chợ anh. Ồ, quá chừng chất lượng chú hai ơi. Có cần lấy đũa sơm coi thịt mềm không? Chính ạ. À, với lại chút nữa mình phải đun cho nó nóng nóng mà chút mình cũng mềm ha. Dạ. Chào bà con. Hôm nay mấy chú cháu tôi cũng đã lắp được cái anh Hùng anh Tặng lắp được cái miếng năng lượng với cái truyền hình với cái điện thoại thì cũng mừng. Cũng làm món gà làm lẩu với gà chiên nước mắm. Thì cũng mời bà con, cũng mời anh Hùng, mời bà con dùng vui cái anh Hùng. Mời bà con ăn một cái nhà luôn à. Rồi vô với anh Đen đi, chúc mừng anh Đen đi Út lên. Chúc mừng anh Đen luôn nha. Anh Đen đã vui không? Dạ, vui. Dạ. Dịp này con cảm ơn bác Hùng đã tạo điều kiện cho con được miếng năng lượng với cái TV để xem. À, xem những lúc gì anh gọi ha. Dạ. Cho bà xã.
Ờ, chú hai thương lắm, mà giờ anh ta sao giờ chú hai không thương không? Giờ người ta mà thương là hơi bị mệt đó nha. Này con, quên. Thôi giờ cũng về nha chú hai. Con cũng chúc mừng chú hai, với con cũng đại diện anh Hùng uống với chú hai một ly, chung vui với chú hai. Ha. Cảm ơn con ha. Dạ. Cạn ly nha. Đây cái này để gần đây cho anh thêm hai vợ chấm. Còn đây một chén. Gắp không biết. Dạ. Tối cũng chúc mừng cho anh nha, hôm nay anh được món quà nhỏ nhỏ này cũng của anh Hùng mà tặng nữa. Tôi cũng mừng cho anh với hai chồng đen chui. Vô. Cạn ly ha. Cảm ơn anh Hùng luôn. Cảm ơn tôi nhiều ha. Em xem bơi. Vì. Thôi có anh thương để đi. Anh để kỳ quá, để như cũng hết nhiều. Để như cũng hết nhiều. Dâu không nên cho ăn còn đổ. Ăn đi con. Cái gì á? Cũng ngon rồi, cho nó ngọt quá chứ hay không? Ừ. Nấm rơm nữa, nấm rơm còn ngọt nữa. Còn củ cải trắng nữa. Cho nó răng mè chứ là. Chú đừng gấp con. Cái gì à? Trai thời trung hiếu đầu dò chú hay. Trai thời trung hiếu cánh đầu dò. Gái thời thiết hạnh thì thâu câu răng mè. Con dâu nó nói làm dâu cực lắm bơi, thức khuya dậy sớm cái mình gì con. Dạ còn gì đâu ăn. Dạ thời hay nói mà không làm ngồi không húp cháo cũng ngon như thường. Hồi xưa thì ông bà xưa cũng như dâu con rồi nó mặn á. Dạ. Rồi nó sớm ra cái nó nói trai thời trung hiếu thằng trai mặn, trai thời trung hiếu thì cánh dưới đầu dò. Dạ. Con gái nó gái thời thiết hạnh thì thâu câu răng mề. Cái dâu này làm dâu cực cắm chơi, thức khuya dậy sớm cái mình về con. Dạ ngủ thẳng ống như vậy thôi. Dạ thời hay nói mà không làm ngồi không húp cháo cũng ngon như thường con. Chú Năm gấp mồi chứ, vô đi chứ. Ừ. Hôm nay ngày vui mà. Mai vui tôi thiệt, nay tôi mừng hôm ngủ không được luôn á. Còn hôm trước khi mua thì anh đang ngủ không được. Hôm có hai mình. Còn khi mà mua về rồi chú hai đi ngủ không được. Thôi để sáng lắp vô coi cái chừng hình sao là lắp vô hát ngon lành rồi. Tính hôm qua lắp ngày hôm qua là do trời mưa với lại tối quá về trễ. Nhưng hôm qua mệt nó con, hôm qua đuối, hôm qua về chú hai đuối. Dạ. Mừng rồi đi ha. Ẵm cháu nội ôm theo con gấu nó mệt. Lư lư. Vậy là anh Xuôi có thấy cái điện thoại mới của chú hai chưa? Chưa. Đâu rồi anh đi, điện thoại để đâu rồi? Còn nguyên hộp luôn kìa. Còn bỏ vô hộp chưa dám lấy ra xài. Thiệt chứ từ hồi nhỏ tới năm nay chú hai 48 tuổi ha, là mới cầm cái điện thoại này là lần đầu tiên trong đời chú hai luôn á. Dạ. Thiệt, chú hai không có biết cái vụ mà điện thoại này. Rồi mấy cái này là mình coi rồi mình nói làm sao. Dạ. Cái đó từ có gì anh đen anh chỉ cho chú hai sử dụng. Nào giờ chú hai không có xài cái vụ này. Dạ. Rồi mình tắt là cái này sao? Nè, bây giờ mình nhấn cái nút nhỏ phía đây là này. Rồi tắt màn hình này đó. Rồi. Đó. Anh đang cất vô cho chú hai rồi có gì mai rảnh đặt lưới xong hay bán cá xong hướng dẫn chú hai sử dụng mấy cái thao tác cơ bản được rồi. Rồi từ từ cũng tìm hiểu thêm. Còn thím hai với chú hai là xài chung cái điện thoại này để coi mà YouTube ha. Ừ. Thì là sau này từ đây mà trở về sau là không sợ mà đang coi mà cô Bin giật điện thoại đi nữa rồi. Không. Tại vì coi ké mà phải không? Coi ké coi mà. Dạ. Kêu hai chồng nó bắt cho chú hai coi. À, bắt trên điện thoại của anh đen ha. Bắt dạ. Coi rồi cái cháu nội qua nó của nó vậy cái nó lấy lại rồi nó tắt. Nó chơi thiệt chú hai nào giờ chú hai không có biết xài. Không xài rồi. Thì con nó bắt cho chú đúng hai rồi. Coi ví dụ như dạ. Chú hai muốn coi cái clip của mình, cái nét của mình ha. Dạ. Cái kêu nó mở cho chú hai coi, chú hai nó biết. Dạ. Này có gì chú hai gán tập lần lần coi. Dạ. Bên. Sao ăn kỳ vậy không chịu lấy muỗng múc. Đói bụng cái gì? Chú hai hỏi nó bên con thương ai nhiều nhất. À, trong nhà ai thương con nhiều nhất nó chỉ mặt chú hai á. À. Hỏi á. Trong đánh kìa. Không mình nhậu cái sông này thì nó mới có sông đánh cho như vô sông. Sông nhỏ không có ghê trời. Dạ. Nhỏ chỉ có mình chú hai thôi. Đấy có mùa lúa nè. Vậy là bây giờ mình có thêm một vị khách chung vui với chú hai ha. Chúc mừng chú hai ha. Chú hai cũng rất cảm ơn con Chiến. Dạ dạ. Rồi, vô chú ơi.
cái đèn mình câu ra tới chỗ này được chú hai, hay là có cần đưa lên phía trên để dội ra không? Tới ngoài này luôn, nhưng mà con câu này là lửa dài, dài tới. Tối chú hai ra uống nước trà, cái chú hai bật lên. Dạ. Vậy là không cần phải đeo, thím hai không cần phải đeo cái đèn trên đầu nữa. Dạ. Đỡ tốn một con đêm là 6.000 tiền đêm, 6.000 tiền đêm. Dạ. Tại vì cái đèn này con lửa nó sáng dữ dằn lắm, nó khỏe hơn cái đèn kia con mang trên đầu nhiều khi thím hai con mang đâu chịu đâu nổi đâu. Khó chịu. Xong cái thím hai con lột xuống. Vậy là thím hai ơi. À, khuya nay có đèn để lựa cá rồi, khỏe rồi, không cần phải mang lên đầu nữa. Rồi, dạ. Mà mang nó kia nặng lên đầu, rất nặng đầu lắm, em xuống. Dạ. Cái đầu. Dạ. Cháu nãy giờ nhậu cũng rất nhiều, tối nay cũng còn để đi kéo mẹ cư ngục. Cảm ơn bà con và cả nhà và theo cái kênh của chú cháu tôi. Cũng chúc cho anh Hùng là mần ăn phát đạt phát tài, là dồi dào sức khỏe, vợ chồng vui vẻ sống trăm năm hạnh phúc. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Hẹn lại video tiếp theo.